Ăn cho biết đi người ta. Ông ăn không? Không. Ông ăn ở nhà tôi dắt hai đứa con ăn với anh Tư đi ông ở nhà. Không, tôi không đi ăn cua. Cua mẹ tôi không ăn. Gì anh Tư? Không ăn à. Sao hả? Không ăn cua. Ông gì ông chỉ thích Thái Lan với lại Đà Lạt thôi à. Đà Lạt cơ. Cái gì là Đà Lạt cơ. Không phải ăn cua cơ. Chị Tư nói, ủa đi Đà Lạt thiệt hả? Nó ừ đi không? Nó đang bị dịch mà đi gì? Ông đi mà đi là cách ly luôn nha. 14 ngày mới cho về đây. Cù cao à? Cù cao à? Ồ, quỷ gì đó. Anh mới lột cù cao à? Dịch là đủ, bánh dịch là đi hết luôn. Trưa nay em sale đồ tiếp mấy chị ơi. Của hôm nay lên gì vậy gì? À, hôm nay lên gì vậy gì? Bé hả bé bi hả? À, hàng xét tối mới về nha. Trưa nay còn ba cái đồ lễ. Cái thứ lễ tỉ với hàng xúc trong này là lên hết nha con. Chưa bánh ghen tấu này à, đang rủ mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi tùm lum hết á, đợi tấu đi bánh ghen sau nha. Nè. Hốt đồ vô sale nè mấy chị. Em ơi có bao nhiêu? Quỷ thủy nó khùng dễ sò thiệt chứ. Rồi lên nha mấy chị. Nói chung là hút hết những cái tàn tro nhà em, những set bộ còn 1-2 size gì đó tôi hút hết nha. Rồi giờ lên tiếp nè. Lên tiếp. Em ơi có bao nhiêu? Cái quần legging này size khoảng cỡ 55kg, dưới 55kg rồi bán 30.000. Chị nào mua cho con gái thì mua lỗ dẫn hén luôn. Ừ, bất tài trận làm lót luôn. Để chiều nay mua 1 ký ớt xét vô. Hello bà nội. Bán nha mấy chị. Giờ mình bán tiếp đi. Có cái gì trong nhà là mình cao hết đi. Gì? Thiệt, chiều nay ta rủ Sony rồi. Lấy kim của Bích Thủy cho nè, 30.000 cho Bích Thủy. Chị có mấy vui trả lời buồn thôi. Mà tao bá hỏi rồi, không biết rồi, vui trả lời buồn thôi. Huệ Nguyễn, chị có mấy bé vui trả lời không thì thôi nha. Bà cũng mịn lắm không? Vậy tao bà biết vậy bà hỏi làm gì? Hả? Ai biết mày có bán bay trong nãy mà em kiểm tra rồi. À, bây giờ em sale xét cam đất cho mấy chị nè. Nha. Đây. Bây giờ tôi sale xét kem đất cho mấy chị. Xét cam đất quần đùi. Rồi, xét này 200 mấy quên rồi. 22 23 24 gì đó không nhớ. Phải coi dạng lắm nha. Thì giờ em sẽ sale cho mấy chị còn 160.000. Bộ này size dưới 70kg nè. 160.000 sale cho hết. Bộ này dưới 100kg nè. Bộ này dưới 100kg. Bộ này là 92 tới 100kg nè. Bé Lùng ơi, còn mấy bộ xích cam thì quăng hết vô đi con. Anh Tư kìa. Đây nè. À đúng rồi. Nè, Thảo Nguyên quận 3 nè. 160.000 của Thảo Nguyên quận 3 nè. Thảo Nguyên quận 3 nè. Bộ này 90kg nè. Còn nữa. Rồi được rồi anh. Rồi đây của Ngọc Tâm nè, 160.000 của Ngọc Tâm. Vang vỏ. Má cầm tay, má tay, má cầm chân. Eo eo eo. Comment lên giùm số ký ở sau nha, Thi Phạm. Mấy chị không comment số ký tôi không có biết để tôi để đâu. Vang vỏ.
inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nè, chăm sóc của Văn Võ. Ok, bộ trắng 3X con. Ok, để anh Tư anh lấy anh cất cho. Rồi, chị nào chốt bộ cam đó 240 sale còn 160 chốt lên giùm em nha mấy chị nha, chốt lẹ đi mấy má. Tám mươi lăm ký của Thi Phạm. Thi Phạm 85 ký, Thi Y dài 160 ngàn. Rồi, cái chị nào chốt cái chi nữa không mấy chị? Mấy chị có chốt cái chi thì báo em nha mấy chị nha. Giờ nè, để tôi kéo lên nha nè. Giờ tôi sẽ tặng cho Vàng Võ một chai nước rửa tay kháng khuẩn nè. Chị đát ngon lắm. Ôi, chị đát đó mà đập đát nhiều vô chị ngon lắm. Đây, tặng cho Thi Phạm nè. Thi Phạm đâu à, từ từ nha. Không không, lộn. Vàng Võ, Vàng Võ. Vàng Võ tặng cho một chai nước rửa tay kháng khuẩn nè, của Vàng Võ anh. Vàng Võ, một nước rửa tay kháng khuẩn. Ngọc Tâm một chai. Tôi kéo lên những cái bill nãy giờ có mua. Ngọc Tâm một chai. Rồi, hết. À, lâu lâu tặng vô tình vậy đó nha. Chị ngon mà chị, chị ngon. Tao mất mè. Ủa đang bán gì vậy? Má em, bộ cam đất của má em nè anh à. Thanh Nguyễn quận 12. Chết ơi, đầu tư nguyên cái màn hình bự chà bá coi livestream tôi nè. Quỷ thủy nó rảnh ghê, rảnh tao thiệt hay chứ. Tôi không lấy nước rửa tay, ai tặng đâu nước rửa tay. Thứ quỷ gì á. Tôi tặng vô tình cho những chị có chia sẻ livestream nha. Đây, nhà tôi là hàng chỉ để tặng, không bán. Nhưng mà ai mua bán luôn nha. Ai mua cũng bán, còn bình thường tôi sẽ để lại tôi tặng. Ok. Để chia sẻ tặng ông Bảy nữa, quỷ cái nữa. Tao nói với mày rồi, thay mày kêu để chia sẻ tặng anh Tư đi tao tặng. Tặng anh Bảy chỉ về để búng thun thôi, không làm được con mẹ gì hết trơn á nha. Hiểu không? Nói rồi, nói hoài à, nói miếng à, giống quỷ dễ sợ à. Rồi, cắt bộ cam nha. Cắt bộ cam. Có bộ cam đất nè, chút xíu lai lại. Cái này bà Tư vẫn nghe nó tặng anh đâu. Em hồi trưa không xem like. Bộ dưới 70 ký. Đúng rồi. Yến Nguyễn. Yến Nguyễn lấy bộ bi trắng hay bộ bi đen? Em còn hai bộ nè, một bộ bi đen và một bộ bi trắng, chị lấy bộ nào dưới 67-68 ký nha. Đó, lấy bộ nào. Đúng rồi, nhiều khi chỉ cần bún thun mà, bớt giỡn này. Bún thun làm gì được đâu mẹ ơi, mày mệt quá Ngọc Tâm à. Thời này còn bún thun ai thèm chơi. Đó, nói ổng vô đứng đó, có cái chữ mất niềm niềm cái cưng. Nó không biết được mất niềm niềm nha mấy tưng. Em có cái đầm cam nè. Còn cái đầm cam bán sale luôn. À cái này không, à đúng rồi. Ủa đâu ra còn cái đầm cam này vậy trời. Đây, em còn một cái đầm cam bán sale cho mấy chị nè. Đây nha, đầm cam này còn một cái bán sale cho mấy chị. Cái này là size 100 ký nè. Chị nào đúng 100 ký hãy lấy. Nguyễn Mai Bình Định có đây không ta? Sale cho mấy chị 150 ngàn đầm cam. Gì không? Mỹ Kiều à? Rồi ok. Không, em nói để lên kệ cho em. Cái đầm cam của người ta tay bằng cam luôn. Cái mày may hết vải, cái mày tự ráp cái đao tay ren vô. Cái tao giao cho xuống cho khách trẻ gì à? Vậy cái ơi vừa bụng mày, cho ưng bụng mày. Mày làm hàng gì mày không có một cái chút gì gọi là gì không?
Sao ai chết? Ui. Vậy thôi để đợt sau đi. Cái đầm cam là cái tay cam mày hết giả, cái mày quất vô cái tay ren xong rồi khách trễ gì cho tao, tao tốn xiết rồi tao thêm bị chửi nữa. Mày may hàng tao làm ơn làm phước, mày làm ơn làm phước mày may hàng mày có trách nhiệm giùm cái Trang nha. Còn nếu mà lỡ mà cái tay mà tay ren vậy á là mày phải để riêng mà mày báo tao. Tao làm ơn là mày làm ơn làm phước, tao năn nỉ ỉ ôi mày luôn, tao quỳ lạy van xin luôn á. Mày làm tao tốn xiết hoài à, buôn bán cực khổ lắm gái à. Cái đủ mẹ gì đâu á, có ngày nào vô like nó tôi cũng phải chửi nó phát à. Bộ chính tắc đó là, bộ chính tắc đó là quần lửng nha. Còn cái bà chị gì vô đặt cái đầm kia đâu mất rồi, bộ bi trắng là chính tắc á. Còn chị gì vô đặt cái bộ bi vào đâu mất tiêu, mất tiểu tiêu tiêu rồi. Ê quê nha, quê quýnh lộn quá nghe mày. Quê là quýnh lộn à, quê khó quê lắm nha mày. Vô trong Zalo coi giùm tin nhắn cái ơi. Có ngày nào mà không nó không chửi hết á. Kêu ai? Kêu ai vô Zalo coi. Dạ. Nói đi cũng biết nó ai, tôi nói tôi gái vô Zalo tôi còn. Cái nằm cam đất của ta nè, nó hết bãi. Cái nó tự bỏ vô cái tay ren mà nó đéo chịu để riêng cho tao luôn. Nhiều lúc mày bán như nè Kỳ Anh à, mình cứ cầm cái bill mình quăng ha. Comment hai bộ luôn, có bên em không thấy luôn. Hai bộ của chị Yến Nguyễn là 340, cho dùm địa chỉ với số điện thoại chị Yến không, bên này không thấy luôn á, bên này không thấy luôn. Đây nè mấy chị, em có cái áo Gucci nâu nè, dưới 72 kg, hơi bị đẹp nha. Rồi bán áo này cho mấy chị 90 ngàn sale luôn. Dưới 70 kg đi cho nó đẹp. Đây là một cái legging. Legging này bù qua cho chị Ngọc Giang nè. Comment giùm em là chữ quần đổi, quần legging đổi đi. Nằm trắng đi ăn tiệc á chị Trinh Nguyễn nhiêu ký chị Trinh. Trinh Nguyên nhiêu ký. Mày biết sao không Kỳ Anh, nhiều lúc mình đưa cái đầm cam, nó là tay của cam, mà mình không có kiểm tra mình quăng xuống cho khách. Nó chửi mình là treo đầu dê bán thịt chó đó em. Nó phốt mình luôn đó. Có rồi. Trời ơi vải đẹp cực kỳ Nguyễn Thu Hương. Anh tư cho em một bộ áo trắng chân váy đen kia 250 rồi. Size L nha. Đưa size L. Anh ơi Yến Nguyễn khách cũ gì kia vô trong tư nhắn vô dùm ngón tay cái đi chị. Xét đó như là xét đó đó còn gọi dưới 67 kg chị Lam Anh, sale còn 170. Trời ơi cái xét này đẹp lắm, cái xét này đẹp tàn canh giá lạnh luôn thua. Ừ tuổi trên mạng nó vậy á Kỳ Anh, là nhất là như mấy đứa lôi chơi á vậy đó nè. Hương đẹp không, trời ơi nè, nếu mà Hương cầm cái chất vải trắng co giãn này lên Hương sẽ bị rụng rúng. Thế này 250 kèm với quần váy nè. Đây đẹp không, set này 250, set cho áo trắng quần váy có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ai ạ? Gucci nâu của Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn 90 ngàn nè. Còn một set duy nhất là chị Trang, còn một set duy nhất là chị Lam Anh. Còn đúng một set duy nhất thôi. Hết sạch sẽ. Đẹp lắm chị. Mà không phải đẹp thường đâu. Đẹp tàn canh giá lạnh. Mà vải co giãn đã. Một set 250. XL anh Tư ơi. Anh Tư lấy lên một set L với một set XL xuống chốt cho khách. Trời ơi cái set XL này nó đẹp lắm Minh Thùy. Nó đẹp tàn tệ luôn.
có size gì đó anh? L nè, L của ai? Nguyễn Thu Hương Hà Nội. Một set XL nữa. Nguyễn Thu Hương Hà Nội 250. Nguyễn Thị Kim Anh lấy set gì báo lên giùm chị em, set 250 hay là set sale mà báo lên số ký nha. Thảo Nguyên không vừa. Minh Thùy, Minh Thùy 250. Đâu để đi anh, 250. Kim Anh lấy set bao nhiêu ký báo giùm chị nha. Set bi chỉ còn dưới 6768 ký thôi, 60-6768 ký set bi nha. Set bi nha. Còn bộ cam này sale còn 160 nè. Set bi đùi, set cam đắt đùi. Bộ bi này còn đủ size. Bộ bi này còn dưới 67, dưới 70 ký nè. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Hoa Lê đúng không? Hoa Lê cho địa chỉ số điện thoại 754 nè. Hai trăm rưỡi hoa lê 754. Cái set này đẹp lắm chị Hoa Lê. Còn bộ cam đất này là sale còn 160.000 một bộ và 4 size. 4 size nha. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ký. Rồi lên tiếp nha mấy chị. 75 ký của Nguyễn Thị Kim Anh nè. Có địa chỉ số điện thoại chưa? Nguyễn Thị Kim Anh có địa chỉ số điện thoại chưa? Inbox đi em. Trời ơi, set này mà Kim Anh nhận là vải sướng lắm. Cho dùm lên địa chỉ kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Tôi không được đi chơi. Tôi không được đi chơi, con cá bộ con thủy nó mừng ghê lắm lận. Nó mừng mà nó mừng thiệt, nó mừng ác nhân luôn á, thiệt chứ. Dạ ok chị Hoa Lê. Bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận hàng nha. Mấy chị lưu ý giùm em nha. Hoa Lê. Còn nếu mấy chị chưa đủ độ tin tưởng em thì cứ báo xã nha. Thanh Mỹ, chị Thanh Mỹ hồi sáng, Thanh Mỹ hồi sáng có view nè. Thanh Mỹ 250. Thanh Mỹ sáng có view nè. Xếp áo trắng 250, anh Nguyệt Mai nhiêu ký? Lên số ký, comment là xếp trắng kèm số ký giùm em nha. Dạ. Nè cho em cái xếp trắng size 2 vậy đây. Trời ơi chị Thảo, chị Thanh Nguyệt. Cái xếp trắng đẹp lắm. Chị mà nhìn cái vải của cái áo xếp trắng chị ghi dần nè. Mở coi xếp trắng. Má nói chuyện với chủ ngữ dụ ngữ giùm em chút nha má. Em bán hàng cho em bị đứt dây nấn lắm. Đây nè mấy chị, xếp trắng vải đây là đều co giãn nha. Kèm với quần váy. Đây. Kèm với quần váy nha. Ngô Mùi một xếp trắng nè. Hai trăm rưỡi của Ngô Mùi nè. Bữa chị có lưu trong tin nhắn không? Nhưng mà Kim Anh biết sao một lần chốt là phải kèm số ký cho chị ngồi sau nha. Anh Tuyết Mai dưới 90 ký của anh Nguyệt Mai. Tối nay 8:30 hàng về nha chị anh Nguyệt Mai. Ráng mua thêm. Cứ tối 8:30 lo cho chồng con ăn xong rồi vô tắm rửa nằm phơi háng chờ em lên like chị. Nha. Ngày nào cũng vậy trừ những lúc nhà em có công chuyện thôi. Xếp trắng 100 ký anh ơi. 3X. Rồi cho Minh Thùy rồi. Xếp trắng 3X. Còn mấy bộ. Rồi đây. Của chị Thanh Thảo Nguyễn. Cái này của Thanh Thảo Nguyễn nè. Thanh Thảo Nguyễn xếp trắng. Anh ơi kiếm thử xếp trắng còn size XL không anh? Ngoài đó anh Tư. Thanh Thảo Nguyễn. Cái này của Sĩ Hóc Môn nè anh. Ngoài đó hết bộ trắng rồi hả? Rồi xong. Hết bộ trắng rồi gái ơi. Hết bộ trắng 80kg rồi. Sạch sẽ bộ trắng 80kg. Em coi cái bộ này là bộ gì vậy? Trời ơi, trúng rồi, trúng rồi. Mấy bà trúng tới nơi rồi. Hết bộ trắng dưới 80kg nha. Anh Nguyệt Mai có rồi nha, anh Nguyệt Mai. Trời ơi, bà nào hôm nay chốt cái bộ đen này bà đã trúng mánh rồi.
trúng mánh thiệt luôn nè, bộ đen dưới 80 kg nè, rớt tay nè, nè mấy chị thấy cái tài này, cái này là chia được bụng luôn nè đó. Bộ tra, bộ đen là dưới 80-82 kg, chị nào 72-82 kg hốt bộ này. Chưa đánh ghen chị, em đang huy động lực lượng mấy đứa 3-4 tuổi tùm lum hết á. Chờ em đi, chút nữa em cũng quýnh ghen à. Bộ này hết size dưới 80 kg, còn size dưới 72 kg, dưới 92 kg. Đây là bộ cam đất nè, sale 160. Còn đủ size, mắc bìa cái bông này. Bông, đây bông, bông. Cái bông này cài ngay cái túi áo á mấy chị. Đây nè, cái bông này cài ngay đây nè nha. Bộ cam đất tay đẹp không mấy chị, kèm với quần đùi. Bộ này còn đủ size, sale 160. Tấu nào nó cũng lên, nó dành gì hết đó chị. Không có em bé được là cũng gì nó mấy chị à. Nó là mất tiêu rồi. Đúng rồi. 160 xếp cam đó. Trời ơi bà nào hôm nay chốt được xếp đen. Phân bay. Nguyễn Thị Kim Anh ơi, vô phân bay vô giùm chị ngón tay lên cái nha Kim Anh ơi. Em nhớ là ngày hôm qua sáng nay có bill quá nha. Xếp đen này dưới 82 kg. Đặng Hồng Văn Khánh. Bộ này nè, Đặng Hồng Văn Khánh bộ đen nè. Sale cho Đặng Hồng Văn Khánh 180 ngàn đây. Đặng Hồng Văn Khánh cho giùm địa chỉ kèm số điện thoại. Bộ rốt vai 2X có size mà. À bộ cam đất hả? Chị comment rõ rõ giùm cái đi, chị đưa bộ đen lại đi anh. Nè 160 ngàn. Của Đặng Hồng Văn Khánh. Xích đen sale 180 dưới 80 kg. Dưới 80-82 kg nha. Hiện tại bộ trắng bên em đã hết size XL. Rồi qua mẫu. Công nhận bộ trắng đẹp thiệt. Kèm với cái quần váy nó còn xuất sắc hơn nữa. Đẹp kinh dị mấy chị. Đẹp lắm. Mấy chị mà cầm vô cái nước vải là mấy chị ghiền. Bộ này mà cầm vô cái nước vải là ghiền. Đen rớt vai 180 ngàn của chị Thanh Mỹ nè. Sao chị Đặng Hồng Văn Khánh không inbox cho em đi, nhắn tin cho em đi chị. Bộ này còn 3 bộ, còn 3 size. Dưới 70-72 kg nè. Dưới 70-72 kg. Ở dưới 92 kg. Đó. Ủa anh vậy quyết bill cho chị Cam Son xong chưa? Xong rồi, để rồi. Bộ đen khách lấy rồi chị. Trời ơi bữa nay là coi như ôm gối mình đi ngủ riêng rồi. Mấy hôm trước mà lúc mới lên ở với em á, tối nha, nó phải nằm giữa, hoặc là nó tách ba với em ra. Còn ba nó mà muốn ôm em, mà muốn giỡn với em là phải nhìn nhìn coi thử thái độ mẹ làm sao. Ghê lắm, ông bảy ông cũng ghê lắm. Ông sợ con cái buồn, chứ không phải như người ta đâu nha mấy chị. Bảy nó bị khùng lắm. Rồi mấy chị không mua bộ này nữa đúng không? Đen hết rồi. Rồi bộ cam đất chưa hết nè, em chắc cái lại ngoài đó nha. Anh Tư chắc cái bộ trắng đen. Chị ơi, giờ chị cho giùm em cái tỉnh lên đây, tỉnh nào cách ly không gửi hàng được đi. Thì chị cho giùm em lên đây chứ chị đưa cái file em cũng vậy à. Rồi xong, bưu điện thông báo. Những khu vực cách ly. Còn chị, này cho anh cho bộ đen với bộ kem lên lại cái chỗ đó giùm em nha. À, rồi bộ kem lên đó, rồi đưa cái bộ trắng lên chỗ bộ kem luôn nha anh Tư. Còn chị phải ngồi coi em like nè chị à. Để em giờ em bung cái đồ này xuống nè. Bung đồ này xuống. Alo.
Nhung Nguyễn. Anh lấy bộ Nhung Nguyễn XL. Lấy bộ kem đắt cho Nhung Nguyễn XL. Size XL nha anh. Xe 160. Không, không thấy Nhung. Thấy là chị chốt rồi. Để chơi gái. Kiểu XL hỏi 2 ít ra 1 ít. Anh Tư họ nghe được rồi, ông nghe chị. Ông mới hỏi lại, anh hỏi giùm á. Nói nhỏ nhẹ tôi quất lên tụ điện giờ. Em còn một cái quần chín tất màu rêu nè. Rồi sale luôn cho 130 cho hết hàng, dưới 82kg cũng vừa. Quần tay màu rêu vải rất là đẹp nha mấy chị. Rồi sale luôn cho mấy chị quần màu rút này 100, 250 sale luôn còn 130 nghìn. Hả? 130 ngàn mấy chị ơi. 130 ngàn. Tiếp tục. Đây. Em còn một cái quần túi hộp. Quần này chị nào dưới 70kg hốt nha. Quần túi hộp 200. Sale cho mấy chị còn 150 ngàn. Chị nào chốt 150 ngàn chốt lên giùm em quần túi hộp 150 ngàn. 150 ngàn quần túi hộp. Đây là quần thể thao nè. Sale luôn cho mấy chị. Tôi sale cho nó hết hàng mà. Trời ơi, 8 tỉnh luôn vậy, hàng hóa sao đây ông. Chết rồi. Kem son nhiêu ký? Quần rút của chị Mai Khuê nè. Chị Mai Khuê 130. Cho lên giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Mai Khuê ơi. Cho lên giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Đây là quần thể thao nè. Quần này chị nào dưới 80kg, 82kg vẫn vừa nha. Em mấy chị quần này mặc sướng lắm. Quần này 201 sale cho mấy chị còn 140.000 luôn. Em còn 2-3 cái quần thể thao này nè. Chị nào chốt quần thể thao chốt giùm em. Thiên lúc nghe điện thoại và lúc chửi mấy con bơm hàng. Nó có một cái thiên đàng và địa ngục. Like mà mình nói cái giọng bình thường á người ta buồn ngủ. Bây giờ tôi nói giọng bình thường hàng ngày nói chuyện nha. Cái quần thể thao này là 200 nè mấy chị. Giờ bán cho mấy chị với giá 140 nha. Để em bán cái tông trầm để cho em khỏi đau khổ. Dạ quần này em còn 2 cái nha mấy chị. Xếp trắng còn size 90kg. Bà tốt bài viết với bà vô Facebook tôi bà coi cái xếp trắng tôi đăng này. Rồi em còn 2 quần mấy chị. Chị nào chốt quần thể thao thì chốt giùm nhà em nha. 201 sale còn 150. Bích Hiền một cái nè. Bích Hiền vô trong tin nhắn dơ dùm ngón tay lên. Bữa là kêu tôi đọc tin nhắn đúng không? Tôi không thấy hiện lên. Vô nhờ, dơ ngón tay lên nè. Bích Hiền 140. Quần thể thao của Trà Chanh 140. Ủa bà Trà Chanh, tôi không hiểu bà gửi gì, cho gì cái gì cho tôi mà một bao vậy luôn á. Không biết cái cục hàng của Trà Chanh mở ra chưa vậy? Chưa. Ủa bà Trà Chanh bà gửi nè, kéo cái cục hàng Trà Chanh xuống mở đi. Trà Chanh inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại 140 của Trà Chanh. Để tôi nói giọng dầu dịu dàng bình thường cho mấy chị nghe nha. Chị đừng ép tôi nói lớn nữa đâu của họng luôn. Dạ chị ơi. Cái chị yêu anh chị Mai Khuê ơi. Bên em không gọi điện chốt hàng. À, chị rất quen. Em chọc tôi rồi. Dạ. À, chọc rồi thôi. Em có một cái quần đen này dưới 85kg. 75-85kg quần đen đi làm nha. Quần này chị Út Bụi Trần vừa nè. Anh ơi để cái quần này cho chị Út Bụi Trần. Xeo cho Út Bụi Trần 200. Nè anh gỡ cái cục hàng này à. Bây giờ em vô lại đi nha. Quay chị không thấy quay là chị quên. Bà Trà Chanh bà gửi vô cái gì đây mà một nùi với bà Trà Chanh. Bà bớt giỡn với tôi đi nha bà Trà Chanh. Bà giỡn quá không có vui không bà Trà Chanh. Nè ghi cho Út Bụi Trần 200 ngàn. Giỡn vậy em không thấy vui lắm đâu. Chị nào nãy chưa chốt quần thể thao kịp. Kỳ Anh. Để em bán hàng dịu dàng đó chị.
quần đen ngon ghê, ăn được mẹ đâu ngon. Thấy cho anh hứa à, anh bảy chọt luôn rồi hả? Giống vị ghê. Quần đen ngon anh nuốt rồi mẹ, ăn ở giọng anh nuốt cho đi mẹ. Đây em còn một cái nữa nè, cái quần này chị nào 90 kg cũng vừa nha. Mà mấy chị coi quần tây bên em vải nè, đó vải đã đó. Rồi sale 200, 250 sale 200 quần đen. Quần này chị nào 90 kg cũng vừa. Bán cái kiểu này tôi còn bù nát nói chi mấy má. Rồi giờ bán lỗ ba cái quần này. Mày ra danh phải đâu không? Xếp trắng là 250. Đây Nguyễn Anh đây, cái quần tây chị mới đưa lên là 90 kg đó em. Nghe chốt cho Nguyễn Anh quần 200 đi. Đúng rồi Nguyễn Anh đủ đợt. Rồi em còn 5 cái quần thể thao nè. Mà đi đâu mà đi Phú Yên về mẹ. 200. Nè mấy chị, tôi bán 5 cái quần này cho mấy chị 70 ngàn nè. Mua rồi đừng có bơm hàng giùm tôi nha. Dưới 65-67 kg vừa. Chốt rồi anh ơi. Dưới 65-67 kg vừa nha. Đây mấy chị, chị nào 70 kg mặc khoảng vừa quần 7 tấc. Rồi bán quần này cho mấy chị 70 ngàn. Còn 4, còn 5 cái. Đỏ nè. Cái này là sọc đỏ. Cái này là sọc trắng Puma. Và cái này là sọc viền trắng. Rồi Nguyễn Anh chốt cho Nguyễn Anh rồi em. Rồi mấy chị ơi chốt quần này đi. Quần này bán cho mấy chị 70 ngàn đó mấy chị yêu ơi. Mua giùm em cái nha. Bán ế chết mẹ cho anh Bảy đi đứng đường luôn mấy chị. Mua giùm em cái quần này đi. Chị nào 70 kg cũng vừa nha. Ai biết. Nè ghi cho Phan Ái 2 cái 140. Tao chốt cho mày 2 cái rồi. Một cái đỏ một cái sọc trắng. Nhà mày hết mì quay giờ tao cho nha. Tao mua có tổng cộng 5 bao gạo là 2 tạ rưỡi với lại 10 thùng mì, 4 bịch oxy với một số đồ ăn vân vân. Không phải tôi mua cho tôi không đâu mấy má. Tôi mua nhiều lúc thôi, hàng sớm tôi đói khổ tôi còn cho nữa. Rồi lên tiếp nha. Tôi đang bán hàng theo cái tông dịu dàng. Nói chuyện với ai đây, chị Kiều thích cái tông này đúng không? Dạ rồi ok. Em sẽ bán cái tông này cho chị Kiều nha. Riêng ai bán cái tông dữ còn bán cái tông này cho bà Kiều nha. Đây mấy chị, để tôi rủ đồng bọn qua nhà bà qua nhà bà Bích Thủy chơi. Đây là một cái quần chín tóc mấy chị. Chị nào dưới 80 kg hốt cái này giùm em nha. Đây nè mấy chị ơi, theo cho mấy chị còn 140 ngàn luôn. Cho nó hết hàng nha mấy chị nha. Đây, đây là quần chín tóc xe 140, quá rẻ luôn mấy chị ơi. Bảy à, nghĩ sao mà canh cái đít ngay cái cửa địch vô. Thứ âm binh thì không. Nghe mày nói tao mất đập tao chứ gì đó. 70 kg của Huy Lê 70 ngàn nè. Quần viền trắng còn. Diễm Trần còn 2 cái này mày chốt quay. Cái Puma với cái viền trắng là Diễm Trần. Chốt luôn á Diễm Trần. Nè anh ơi, 2 cái này 140 của Diễm Trần tỉnh nè. Mua đu rét chống dịch rồi bạn không? Đừng dụ tao. Nhà tao là mua cô Tết đã tặng đu rét rồi khỏi cần mua. Mua đi mấy chị ơi, mua đi nha. Mua đi mấy chị, mua với địch tặng con dịch. Mua cái lưu tặng con cu. Sọc viền trắng khách lấy hết rồi chị. Chị ơi trở lại chính mình hay không? Bữa nay không trở lại chính mình được đâu. Mình phải bán cái tông dịu dàng này cho mình bớt đau cổ họng nha. Tông này không quen chế ơi. 140 ngàn của chị Anh Nguyệt Mai nè. Kiểm tra nít Anh Nguyệt Mai 140 đi anh. Nguyệt Mai thì nãy giờ sáng giờ mua quá trời đó. Em biết, nhưng mà vẫn phải kiểm tra. Nguyễn Thị Hương, sáng nhận cục hàng về chưa? Nguyễn Thị Hương. Đâu? Nhiêu? 140.
Nguyễn Thu Hương hay Nguyễn Thị Hương? Nguyễn Thị Hương đó. Ở đây là Nguyễn Thu Hương khác và Nguyễn Thị Hương khác nha. Nguyễn Thị Hương khác mà. Cùng hết giờ mình phải cái này không phải bệnh corona, mình không có bệnh gì, mình đứng kia nín. Cười ra nước mắt luôn mấy mẹ. Tôi đang bán cái thông dịu dàng. Đây, đây là sự gì trời. Dạo này tôi thấy bà Thúy, bà Ngọc Thúy, bà Ngọc Thúy, bà áo cưới kia, bà gì bà dạo này là bà sống ảo lắm nha. Trời ơi trời, bà đãi chảy nước tôi nói chuyện nổi ốc á. Tại sao mấy bà muốn tôi dịu dàng? Cũng mấy bà không mà đợi tôi moi ra tôi bán đồ hết đi. Nó cái giọng nó bán không được hả? Rồi thấy bây giờ nè, tôi tri ân cho khách hàng nè. Anh Nguyệt Mai ơi, bà ráng bà inbox cho tôi đi bà anh Nguyệt Mai. Để khi tôi làm bill tôi chụp hình qua cho bà nữa bà anh Nguyệt Mai à. Có nghĩa là nhắn tin vô trong fanpage giùm em ơi, chị anh Nguyệt Mai. Bây giờ tôi tri ân khách hàng nè. Xít trắng còn xít 72kg nha gái. Đây nè, đây là một cái chai dầu tắt nấm nha, tặng cho hai chị nè. Tôi sẽ chặn tặng cho hai chị nè. Chai dầu này người ta gọi là chai dầu tắt nấm, để làm gì mấy chị biết không? Khi mấy chị gội đầu khô tóc rồi á, mấy chị xịt xong rồi ấy vô. Thứ nhất là nó có dưỡng tóc, thứ hai nó là dầu thơm cho tóc. À đủ mà, hai chai tặng nha. Đây tặng có hai chai à, chứ không có nhiều đâu. Ủa Mỹ thì Hương cho anh nè. Tôi tặng cho bà Diễm Trần, bấm nút chia sẻ vô giùm tôi. Chị ra chị hỏi mấy đứa nhỏ đi, chị nhắn tin vô cho em đi. Rồi ước gì được một lần tri ân hả? Ok, tặng vỏ dâu tay rồi xong. Còn bà Diễm Trần 2 phút nữa tôi không có thấy nút chia sẻ lên là tôi xả bill á nha. Cái dầu này người ta gọi là dầu đứt dây nấm nha. Dầu này người ta gọi là dầu đứt dây nấm, hàng Thái rõ ràng nha mấy chị. Tôi không tặng hàng tào lao cho mấy chị đâu nha. Hàng đứt dây nấm. Chị nào nấm ít ít, sức ít ít. Chị nào còn nấm nhiều nhiều, sức nhiều nhiều nha. Gì vậy bởi? Riêng bà để tôi ra để dành tặng nha. Riêng bà tới khi làm bill bà báo tôi để dành, tôi tặng cho ăn chai của tôi. Rồi đây, tôi không biết cái xít đây là cái xít gì mà tôi loi ra tôi sell luôn đây. Đồ gì mà thiệt đè chết luôn á. Hũ đét viêm thơm anh, ở trong ngăn đá có cái hũ để trên cùng á. Đúng rồi, lấy cái bịch đỏ bỏ vô anh. Một chai rất là rẻ, 140.000 chứ nhiêu. Tặng bà vỏ dâu tay, tại vì bà vỏ dâu tay gửi cho tôi một chai thuốc sức tay. Nhưng mà tôi không sức tay mà tôi sức cái chỗ khác. Bà Trần Hoàng, bà sĩ bà kêu bán cho tôi chai dầu đứt dây nấm rồi. Bán cho bà sĩ một chai dầu đứt dây nấm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi, là Phủ Phan Ái xẻ ra bớt cái sọc trắng ơi. Lấy cái quần đỏ 70.000 không ạ. Nè anh ơi, bỏ cho chị Sĩ ơi. Sĩ Tiền Giang, đừng có quăng bỡ. Chào Yên Corona 19. Bận quá không có tiền mua đồ. Chào Yên Corona 19. Bận em quá không có tiền mua đồ. Chị Liệu Hồn ở nha, chị Thủy con cặc. Chị Nguyễn Thủy con cặc, chị Liệu Hồn em á. Nè anh nào một chai 140 nè. Một chai 140 mấy má nghe.
anh ăn lấy một chai đúng không? Đúng thì ok lên một cái. Thì vỏ vô tay xẻ bớt cái quần ra đi anh. Rồi lên tiếp nè. Em bán lại phơm dịu dàng của em nha. Em bán lại cái phơm dịu dàng. Quần này dưới 80-82 ký cả sao? 140. Hai cái là 280. Khùng quá. Hai cái 140. Xẻ ra bớt một cái. Xẻ ra cái sọc trắng anh, để sọc đỏ đó, xẻ ra cái đó. Rồi anh sửa lại 140 thành 70 em. Dạ, chai đó là chai sức lên để rứt chi nướng đó chị. Cho anh Cam. Nè cái này của anh nè, 140 nè. Cái đó là dưỡng tóc quá nha, dưỡng mút tóc lắm. Không thấy em luôn hả Yên? Thấy Vi. Thấy nè thấy. Quần thể thao sale cho 140. Chị nào chưa có chốt giùm em, 140.000 sale. Còn một cái 140.000 quần thể thao nha. Rồi tiếp tục. Thấy. Thấy hết trơn á. Em có một cái quần sale 70.000. Chị đừng có mua chai đó. Chai đó vô là sức là tắt cái nứng luôn á. Em còn một cái quần này dưới 67-68 ký, sale 70.000. Sale cho hết nha. Tiếp tục quần lông chuột. Quần lông chuột 250. Cậu cũng hơi qua nha. Gì vậy? Cậu cũng hơi qua đây nha. Đâu ai? Thư. Thư nào? Ủa tôi đâu biết thư nào. Nhớ. Đây nè anh ơi, quần 140 cho ai vậy? Quần 140 cho Bích Hiền nè. Anh ơi, lấy cái bill của Yến Nguyễn xẻ bớt một bộ chấm bi trắng ra. Gạch bớt 170 đi. Lấy một cái bộ trắng chân váy 250 kìa. Bỏ vô. Lấy bill của Yến Nguyễn. Em nói không ra hơi rồi, anh bớt nói giùm em ơi. Xả cái bộ bi trắng ra. Rồi đây, gạch bớt 140. Rồi ra kia lấy cái bộ chân váy trắng chỗ anh Tư cắt á. Size L chốt cho Yến Nguyễn. Trời ơi, 250. Bộ kem á, cái chỗ xích chân váy đen, áo trắng á. Bắt đầu á. Là ông lo nhằn không lo nghi, toàn lo nhằn không à. Chị ơi gửi tiền cho em 5 ký luôn, em chia giùm em bì nửa ký á chị. Gửi cho ship thu tiền giùm em luôn nha. Anh ơi nghe giùm điện thoại chị Lan Phương, chị gửi bánh trung thu cho kìa. Thì ấy em dặn nha. Bán cho chị Hồng Diễm nè. Chị Hồng Diễm ghi giùm ý Yên 140 đi. Gọi khô đầu xong rồi đi chơi đổi chị. Dước lên. Nó có độ tinh dầu để mà ủ tóc, với lại nó có cái mùi thơm cho tóc nha. Nè còn cái quần da bò chốt cho ai nè. Đặng Hồng Văn Khánh. Nè 140 của Đặng Hồng Văn Khánh. Hồng Diễm. Trần Vy quần 70. Quần 70 là dưới 67 ký thôi nha Trần Vy. Anh coi thử Trần Vy là Trần Vy nào à anh. Mùa này có mình Yên bán được thôi mọi người. Ế chết bà, em cũng ế chị. Chị đừng nói vậy nha. Quần gì vậy? Trần Vy 70.000. Mùa này có mình Yên bán được. Qua giờ em cũng bị tắt đi nấn luôn rồi chị. Em định cho ông 7 đi ở đợ đó. Đây, em còn một cái quần lửng màu lông chuột.
Em còn một cái quần lửng màu lông chuột nha. Đây, rồi sale luôn 140, quần này là quần chín tóc nha, dưới 80 kg. Comment giùm em quần lông chuột, quần này vải đẹp lắm. Ok chị Khánh. Quý Hồng Diễm là ý yên vô nha. Ok Vi. Ok Vi ơi. Lông chuột của Đặng Hồng Văn Khánh luôn. Đặng Hồng Văn Khánh 140. Chị mua một cái quần này chị lợi 100 ngàn luôn ha. Cái gì lồn chuột bán rồi chị. Em có một cái quần Burberry size 32, bữa bà nào đặt nè. Im để em suy nghĩ thử. Em suy nghĩ nha. Chết mẹ. Nhỏ chị đặt cái quần này size 32, bữa quên mất mẹ rồi. Để lại. Quần này chị nào dưới 67 kg chốt nè. 270 siêu còn 230 quần Burberry. Quần này dưới 67 kg ha. Còn một cái lông chuột chốt cho chị Mai Khuê nè. 140 của chị Mai Khuê. 140 ngàn của Mai Khuê nha. Em có một cái áo Mickey dưới 88 kg, đẹp không mấy chị? Bán cho mấy chị 180 ngàn áo Mickey này. Áo này mà mặc với chân váy đen là hơi bị đẹp. Hơi bị đẹp luôn nha. Chị nào chốt áo này chốt lên giùm em. Hằng Nguyệt 240. À thiếu cái quần này của Hằng Nguyệt nè. Nè 240. Bữa chị gửi cho em cái set Burberry, vậy là cái zombie thôi. Hết cái size đó hết rồi chị tăng phí lên. Để em lo cái cục đó xuống có thử còn không nha chị. Để em lo cái cục đó xuống thử còn không. Em còn một cái quần size 33 dưới 70-72 kg nè. Ồ hơi bị đẹp nha. Quần này live bell ngày hôm qua em có mặc nè. Quần này size dưới 72 kg. Chị nào chốt cái quần live bell dưới 72 kg chốt lên giùm em. Quần này coi giản dữ lắm. Sale cho mấy chị còn 240 ngàn. 240 ngàn quần nha. Áo chuột của Kiều Nguyễn, áo này đẹp lắm chị Kiều. Kiều Nguyễn Bình Chánh nè. Ok em. Kiều Nguyễn thành phố 108. Ngồi trước cái quảng đó. Ủa bé lùng đâu anh? Hả? Ngủ. Lên lâu rồi hả? Nằm đây nè. Em có cái đầm bi bán sale cho mấy chị nè. Bán cho mấy chị 150 nghe. Cái đầm này chị nào dưới 75-77 kg bao đẹp ha. Cái chị nào dưới 80 kg cũng đẹp nha. Đầm bi sale cho mấy chị còn 150. Ngọc Thùy. Ngọc Thùy nè. Ngọc Thùy inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại. 240 của Ngọc Thùy anh. Inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Bữa nay để từ từ em like mấy chị đừng có nôn em. Rồi em có một cái bao xếp nè. Em có một cái bao xếp gì đây nè. À chưa biết xếp gì luôn. Không giờ sale nè. Sale nha. Thế này 240, sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Nhưng mà mấy chị ơi còn đúng một size 82-92 kg. Còn đúng một size thôi nha. Có giùm em cái set nè, đẹp không? Vải cực kỳ đẹp mấy chị. Vải đẹp lắm. Về thêm cái cài áo Chanel vô nữa là xuất sắc. Kèm với lại quần chín tóc nha. Nhưng mà bây giờ chỉ còn size từ 80-92 kg. Đây. Nhưng mà vải bên em coi giản dữ lắm. Rồi chị nào chốt xích đen 80-92 kg chốt giùm em. Sale 170 ngàn. Sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Chị nào chốt 170 ngàn chốt lên giùm em 170 ngàn nha. 170 ngàn.
Bây giờ chỉ còn đúng một sai. Đúng một sai thôi mấy chị. Nha. Chị nào chốt bộ này chốt lên. Sale 170. Ồ, set này đẹp lắm em. Set này coi như sạch sẽ luôn á gái. Không còn để bán luôn. Không còn hàng để bán. Lôi ra tiếp, sale tiếp. Hàng em giờ lôi ra nhiều lắm. Set đen của chị Kim Lập nè. Hơi bị trúng mánh luôn. 170 của set đen. Biết bà Yên là từ chết tới bị thương không? Biết bà Yên là từ đẹp tới đẹp thôi. Đừng nói vậy nha Thủy nha. Để tao kéo đồng bọn qua nhà mày. Mày đừng có nói vậy tao mất lòng mà tao buồn là tao không có quay được đâu. Ơi, có chỗ chứa không bác Thủy? Bác Thủy anh cứ hỏi có chỗ chứa không kìa. Ông ăn nhiêu nằm nhiêu trong đó bị đặt có chỗ chứa không? Có trò gì vui vui chơi không? À, bác Thủy ơi. Để biết ngủ anh Khoa, anh Khoa với anh Vĩnh đem bộ cá ngựa qua. Hồi nãy chị nào hỏi cái bùng Burberry nè. Bùng Burberry còn mấy cái nè. Nguyễn Ngọc Yến ơi, cái set này là từ 80 tới 92 kg. Chị mặc phơm rộng được không? Anh Châu Hoàng Anh 170 nè. Set này chị Nguyễn Ngọc Yến em sợ hơi rộng á. Thanh Thúy Lê lấy đầm bi 150 nè. Anh ơi đầm bi 150 của Thanh Thúy Lê. Anh Châu Hoàng Anh inbox cho em nha. Chị nào hồi nãy hỏi quần Burberry đâu rồi. Cam son nè. Lưu ý bà cam son là đặt cái gì nhớ giùm em nha. Chớ mà cắt bill ra mà bắt soạn lại là tôi ngắt đầu vú á. Quần Burberry này em có size á. Quần Burberry này em có size 85kg. Em có size 90kg 38 nè. Em có size 34. Chị nào hồi nãy hỏi 34 là có đây. Cam son 170. Chị nào hồi nãy hỏi size 34 đâu rồi. Được hả chị Yến? Ok. Rồi đây Nguyễn Ngọc Yến nè. Nguyễn Ngọc Yến này là của Phinh Bay nè, không phải của Ý Yên nha. Ai? Thanh Thúy Lê nè. Hai trăm bốn chục ngàn. Chưa mẹ giùm mẹ, mẹ tôi phải đi kiếm hàng à. Em còn một cái Burberry size 32. Em còn một cái Burberry size 32 là dưới 67kg. Cái này không có 33. Cái này không có 33 nha. Rồi, không chốt Burberry nữa đúng không? Qua mẫu có một cái 39 là 41, 42, 43kg nè. Có một cái 35 là khoảng cỡ 80kg nè. Rồi, qua mẫu. Nè anh Tân ơi, một cái Burberry để ngoài kia giùm em ơi. Là size 33 đó, 33 hoặc 34 đó Nguyễn. 33 đó Nguyễn Thị Hương nhưng mà hết rồi. Hết rồi gái à. Em có một cái đầm 100kg nè. Xếp bộ buổi tối đi chị Vy. Buổi tối đi chị Thúy. Buổi tối vô. Còn mấy cục áo khoác rin nhưng mà size nhỏ không có lớn. Em có cái đầm 100kg nè, đầm đen. Chị nào chưa chốt đầm đen maxi 100kg chốt lên giùm em nha. 150 nghe. Ha. Hôm qua bực. Làm gì có. Đâu có đâu. Ủa cái áo đó là cái áo nào ta. Đâu có đâu, chị nhớ lộn ai á. Jean Bell á. Chị Thúy ơi chắc để chút chút nữa đi. Chút chút nữa em còn nguyên mấy cái kệ rin lận. Chút chút nữa rảnh rảnh em lôi lên cho. Giờ để em bớt bớt cái đồ trong này để em chất hàng lại cái à. Nhà em cái quần què vậy nó cũng nhiều á. Em còn cái quần thể thao nè. 201 sale 140 dưới 82kg. Chị nào chốt quần thể thao này chốt giùm cho em đi. Còn cái nè. Sale luôn 140. Em muốn được đi chơi ghê. Tối vô đi Phương ơi. Tối vô chị like nha. Đầm 100kg. Chị nào chốt đầm 100kg chốt giùm em nha.
Rồi xếp bộ này không ai chốt đúng không? Rồi bỏ vô bịch riêng đi. Có mấy ký bên chị còn nhiều lắm. Tấu vô chị xeo cho hốt. Tấu vô trễ trễ một chút. Chị xeo cho hốt nha. Gì vậy ông? Anh nhậu mạnh ghê chứ. Tụi bao hết thì cắt hết. Cũng đây. Bao thân. Trời trời trời. Ông bị đứt dây nấm hay sao vậy? Ông đứng ông nói gì mà nói vậy? Ông bị điên hả? Ông nói gì vậy? Cái gì mạnh ghê cái gì vậy? Ông thích không? Ông thích ông nói cấp 1 à. Rồi lên đầm xúc nè. Đầm đeo 150, tình nào cũng phai. Tình nào cũng phai nhiêu ký rồi tình nào cũng phai. 150 của tình nào cũng phai nè. Nè, inbox địa chỉ số điện thoại tình nào cũng phai ơi. Đưa bao nó vô em tặng khách luôn anh. Anh ơi, giờ tặng khách cái bao quần này mắc công tốn xíu. Đem bỏ thùng rác anh. Giờ tặng mắc không công. Không có bỏ thùng rác, để lâu nhà. Cái này nó không có hút nước. Ủa mà giờ mà dục mà để tao muốn làm tao làm. Rồi giờ đỡ lại tiếp đúng không, chặt đúng không? Ra ra bỏ chỗ cái dưới cái bình nước lọc á. Rồi để đó chừng nào cần thì hút ra lấy rút ra. Hỏi đi bốn tao đem về tao đi từ thiện. Trời ơi, 100 ký lận. Ừ. Bự vậy nè. Từ thiện cho mấy người mập. Trời ơi. Nên vậy cắt lắm rồi. Tình nào cũng phai inbox cho em nha. Sao 100 ký lận. Rồi lên tiếp nè. Hôm nay có 2 mẫu. Bán 250 cho mấy chị nha. Cái dùm này là vải rất là đẹp mà có tay nữa. Dùm này đẹp lắm, có tay 250. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Cái dùm này á. Nè anh Tư ơi. Ông lồn mày thiệt á, cho muốn chỉ lộn với quỷ này ghê, đỉ này ghê. Bỏ cốc xe rồi trẻ ông Bình. Sáng con cái đưa. Dạ đúng rồi. Nó không có hàng cái nó bỏ sai tùm lum cho mình. Thôi kiểm tra tình nào cũng phai đi nha anh. Cái dùm này đẹp lắm mấy chị, nhưng mà vải ok lắm. Dùm dài có tay. Dùm này size 16 là tương đương dưới 85 kg nè. 250 ngàn. 250 ngàn dùm có tay size 16, tương đương 80-85 kg. Và con một nè, trẻ dân đỉ bình nè. Đủ mẹ bán giống như cho bán cái chuyện vậy. Mất dậy quen à. Chửi rồi sao la xưa la chửi. Có một cái à Hà Thanh ơi. Có một cái size 16 á. Mà cái này Hà Thanh mặc vừa. Có một cái size 16 thôi Hà Thanh. Mà cái này Hà Thanh mặc vừa. Rồi cái kiểu buôn bán mà. Hết rồi á. Không còn hàng để lấy cho lấy đằng tiền mình. Rồi cái kiểu buôn bán rồi đó. Ê còn một cái xếp đen gì size L là dưới 80 kg nè mấy chị. Cái chị gì mà đang cần xếp 9 tấc á. Lấy xếp này đi em, còn ngoài kia xếp caro 9 tấc nữa. Đây. À xếp đen rớt tay hồi nãy. Chị nào chưa lấy thì giờ lấy nè. Còn một xếp. Rồi sale luôn 180 dưới 80 kg. Sale luôn 180 dưới 80 kg xếp đen nha. Dâm này của chị Hà Thanh nè. Hà Thanh 250 ngàn có dấu.
Không, cái zoom này form nó nhỏ lắm gái. Hàng Anh ơi, cái zoom này size nhỏ lắm. Cái zoom này cái form nó nhỏ lắm. Nó không có bằng những cái zoom beo đợt trước đâu Hà Thanh. Rồi lên tiếp đầm maxi cho mấy chị đi biển nha. Mẹ dịch nhầy mà đi biển gì nữa mà đi biển. Rồi đây nè, 250 quẹo lựa, 250 quẹo lựa đủ size. Size 14 nè. Đây là size 14 nha, đẹp không mấy chị? Hơi bị đẹp luôn, hàng xuất. Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Ngọc Yến 108. 14 là tương đương dưới 75kg nè. 14. Tối vô lựa thêm đi Thùy. Em nhắn trong fanpage, em đừng nhắn trong này. Cái đầm hoa này đủ size nè. Chị nào chốt size gì thì báo em lên em lấy size cho mấy chị. Đầm này 250 nha. Hàng này mới về nha. Mới về hàng này. Lấy cho Ngọc Yến rồi, lấy cho Nguyễn Ngọc Yến rồi. Rồi đi, mình cảm giác nó lo sợ mình, nó khó chịu lắm. Mẹ ẩm hai nhóc lên đây chơi đi kìa anh. Về mẹ chơi đi. Có size số 10 dưới 70kg nè. Có size số 10 dưới 70kg nè. Đầm 72kg của chị Huệ. Huệ Nguyễn có dấu. Đây Huệ Nguyễn có dấu size 14. Ngộ hồi nãy giờ cái video thằng Chí Lê em mới đi bỏ đây mà giờ cùng hơi to mấy giờ nãy giờ điện không thấy được cái thằng Chí Lê luôn á. Thầy mà đó chị, 250 nào ngàn của Huệ Nguyễn anh. Rồi giờ lên đồ lộn xộn khác nha. Cái nếu mà size 14 này á thì nếu mà cái này chị Huệ phải mặc 14, mặc 12 không được đâu. 14 nha chị. Đó size chị. Ủa cái này hồi sáng anh Tư cột cái bao quăng ở đâu anh Tư? Quăng đại lên cái kẹt nào cũng được anh à. Quăng đại lên đi. Rồi xuống tiếp đồ sale nha. Em xuống cho mấy chị set này nè. Set này còn 2-3 set nè. Set này còn có 2-3 set không? Đây. Set này em còn cho mấy chị 3 set nè, sale luôn. Đây là bộ 80-90kg. Chuột lọc trần. Cái bộ này là coi như quá trời người thích luôn nè. Có size. Đúng rồi, sợ mấy đứa nhỏ. Có gì khi nó cách ly mà mình chăm sóc nó không được nữa. Đây. Trời ơi, cái quần đó tôi nhập vô không đã 140-150 rồi đó mẹ vỏ vô tay. Rồi tôi ghét bán quần size nhỏ. Ở trên kia còn 3-4 cái gì đó để lục cho. Bộ này là chị nào 82-92kg vừa nè. Bộ này đẹp lắm. Rồi bộ này sale cho mấy chị còn 180 ngàn. Rồi 180 ngàn bộ này. Chị nào chốt bộ đồng 9 tấc chốt lên giùm em bộ đồng 9 tấc. Nguyễn Hành 5 ngón tay gửi chưa anh? Còn cả 26 gửi, mới gửi sáng hay gì không quay, mai gửi, sáng chưa gửi. Để mai gửi chị. Tối nay vô mua set đi rồi mai gửi. Sáng đâu làm bill đâu gửi. Sáng anh có làm giùm máy cho con ship nhanh nha ông Phương không? Có. Bộ đồng này chị nào mà 90kg là mặc mày hơi bị đẹp luôn. Thiệt. Em like một chút xíu nữa em nghĩ cho mấy chị. Để có cái khác cái gì đựng mình mặc nha. Gì vậy? Tôi nói tôi không mệt mà ông nhìn tôi mệt dễ sợ thiệt đấy chứ. Bộ màu đồng sale cho mấy chị còn 170 ngàn.
À bán 170 luôn rồi. Rồi tiếp tục bộ màu đen nè. Bộ đen viền trắng xe cho mấy chị cũng 170.000. Cam son 170.000 nè. Mà cam son mà trúng mánh rồi. Rồi bộ này cũng còn size của cam son luôn. Bộ viền trắng 80-90 kg. Đây. Rồi bộ viền trắng xeo cho mấy chị cũng còn 170.000 luôn cho nó hết luôn. 100. Mấy bộ này là mấy bà quỷ mà chốt hàng rồi không cho địa chỉ số điện thoại nè. Còn hai bộ, bộ đồng hết rồi. Kêu còn size 80-90 rồi nó sẽ còn trong cái dòng lao lý đó. Em có một cái quần legging dưới 82-83 kg nè. Còn một cái bán luôn cho mấy chị 100.000 legging. Chị nào chốt bộ legging chốt lên giùm em 180.000 bộ legging nha. Tấu chị, tấu đây xếp chín tấc về nhiều lắm, về bát ngát bạc ngàn luôn. Tấu nay chị Hạnh vô gặp em nha. Tấu nay chị Hạnh mà không vô gặp em là thấy cái cảnh nha, chị Hạnh muốn ngón tay. Chị nghe cái bài mà còn hai con mắt khóc còn một con của Khánh Ly chưa? Tấu nay mà chị không vô gặp em là em sẽ hát cái bài này với chị á. Còn một người đồ trên này nữa. Đó, người mới về. Anh đẩy giùm em cái thùng này vô một chút rồi vậy. Cảm ơn chồng nha. Có ông điên hả? Cái quạt tí nó tắt luôn. Giận là em bị lỏng cái gì kia. Đi ra kia. Lấy cái mặt không ưa. Thưa mày chắc. Thưa ông chắc á. Không nghĩ thưa ông chắc á. Trời. Ha. Xin lỗi à. Quên chuyện nói giùm cái đi. Ông người chắc tôi không chắc á. Chà. Thôi, để tao ngủ đi. Rồi, có cái chuyện bất định tiền. Bất tiền cái cục cức á. 3 đồng một mớ đàn ông đem về cho bút cho tao chim tao ăn á. Trời ơi, từ ngày có bác Tư sao nó sướng dữ rồi trời. Cái đen của cam son 170 nè. Nhõng nhẽo vậy chứ đâu phải nó không làm được. Nè bảy ơi. Cho em miếng nước chè rồi đi ăn. Mùi ác luôn. Ác như quỷ sứ vậy. Nè. Cái này bỏ vô tay. Nè đó. Quần này là chị nào dưới 67, dưới 63, 64, 65 kg vừa nè. Quần này dưới 65 kg vừa nha. Rồi quần này bán cho mấy chị 100.000. Ừ vậy đó. Nè tao chơi toàn bạo lực vậy không à. Ủa bộ. Đây không một đợt. Cái gì con mập đi. Tôi tán ông một phát gì cho con mập điệp. Trời ơi, mấy bà trúng mánh rồi. Trúng mánh rồi nha. Bộ này dưới 80 kg trúng mánh rồi nha. Xeo 180.000 bộ sọc đen 9 tấc nè. Ôi ôi, trúng mánh rồi nha. 180.000. Trăm tám chục ngàn. Đâu hết rồi mấy má. Ai ngủ? Đặng Hồng Vân Khánh 180.
Đặng Hồng Văn Khánh nè, 180 anh ơi, Đặng Hồng Văn Khánh. Dạ không, nó còn rớt có một bộ rồi chị. Từ từ nha. Anh Phước ơi, lấy cái áo sọc đó anh mở đi, anh trải xuống anh chụp giùm em cái hình. Kia ta lên nước đá chưa kịp lấy xong là bắt đầu rồi. Cái gì? Chị nói cái gì? Cái bộ sọc đang chốt cái kìa. Trải xuống chụp giùm ra cái bộ hình để may lại vậy. Hay không? Là cái đủ mới ba đầu số tay á. Áo này 250 giờ xe cho mấy chị, 160 là dưới 75kg cho nó đẹp nha. Vậy đây là hàng Quảng Châu nè, comment giùm em áo sọc 160. Dạ không chị, tại em đang bung hàng sale á chị, cho nên chị Ngọc chị trao với em đi, em đang bung hàng sale thiệt mà. Em còn một cái quần, hồi nãy là quần lửng lông chuột đúng không, đây là quần dài lông chuột dưới 80kg nè. Chị nào 82, 83 ký cũng vừa, 84 ký cũng vừa nha. Quần lông chuột dài sale cho mấy chị 150 ngàn. Quần này mấy chị đi làm công sở là hơi bị sướng luôn. Quần này là đi con làm công sở là hơi sướng nha mấy chị. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Tiếp tục. Đây là một bộ đồng. Bộ đồng này dưới 80 ký vừa nha. Rồi sale bộ đồng này cho mấy chị 170 ngàn luôn. 170 ngàn bộ đồng dưới 80kg, 9 tấc. Vải bên em coi dáng đẹp lắm. Tấu 5kg Hồng Diễm. Xếp đồng của Sắc Ngọc nè. Xe 180 ngàn của Sắc Ngọc. Sai đừng nói tao ngắt tụi đồ vú luôn á. Nè ngắt đi. Bãi bãi. Ngắt luôn đi. Hỏi bác. Quần 150 của tình nào cũng phai nè. 150 của tình nào cũng phai. Ê tôi đang bán giống chơi hình ghê trời. À sửa lại xếp đồng 170 anh à. Sắc Ngọc. Ờ 170. Tôi ghi 180, ông ghi qua tới ông 170, ông giỏi thiệt các bạn. Ông nhận. Tôi không có coi nhưng mà cái nhớ bộ đồ này bán cho 7. Ông bớt cái nhớ giùm tôi cái. Ông đừng có xà lông quá. Tình nào cũng phải đó. Tôi quỷ nó xà lông dễ sợ thiệt. Em có một cái quần 350 sale cho mấy chị còn 240. Quần này dưới 75kg nha. Quần lửng đá 350 sale còn 240 lửng đá. Chị nào chốt lửng đá, chốt lên giùm em quần lửng đá nha. Chốt lên giùm em quần lửng đá. Hồi bữa ai dặn cái đó là quên rồi. Ủa Đỗ Mai Phương ở đâu vô coi live stream vậy? Em có một bộ nè mấy chị. Em có một bộ này dưới 70kg nè. Đẹp không? Rồi sale luôn bộ bi cho mấy chị 170 ngàn. Bộ bi sale còn 170 ngàn dưới 70kg. Dưới 70kg 170 ngàn bộ bi. Em còn cái quần nam nè. Nè cho anh nè bảy. Em tập nè quần đó là để tấu tấu mặt đó nha. Chưa. Có dặn đâu á. Quần đó để tấu mặt chứ không phải mặt sáng đâu. Em có một cái quần Burberry size 33 sale còn 240. Chị nào hồi nãy hỏi nè. 33 240 Burberry. Bữa nay nó có bác Tư á. Nó biết bác Tư phi nó mà. Bộ bi chín tấc hàng nghiệp. Bộ này mặc đẹp lắm. Bộ bi của Huệ Huệ dưới 70kg nha. 170 của Huệ Huệ. Cho giùm em địa chỉ số điện thoại chị Huệ ơi. Con này chắc anh Tư mặc rộng quá.
Đây mấy chị ơi, quần này chồng chị nào mà dưới 75 kg hút bán cho mấy chị 100 ngàn. 100 ngàn quần này. Rồi bây giờ tôi xem mấy bộ rồi nè. Em có hai cái quần thể thao nha. Rồi chuẩn bị lên xem cái bộ kim tiền nè. Bộ đây là mặc là từ giàu tới giàu thôi, chứ không có đường nghèo đâu. Bộ này mặc chỉ có đường giàu thôi. Em còn một cái đầm rin hay sao á? Đầm rin 280, theo còn 220, còn nếu áo thì sale tiếp. Áo này dưới 70 kg nè, áo rin. Áo này giờ sale cho mấy chị còn 150 ngàn. Quần 100 ngàn của Thảo Lam Thị Ngọc nè. Huệ Huệ em móc địa chỉ thôi. Áo rin dưới 70 kg sale 150 cho hết hàng. Rồi bây giờ em lên đo bộ kim tiền nha mấy chị nha. Bộ kim tiền này là 350. Quần này 150 không? 100. 100 hả? Nhớ bộ bán 150 không? Anh em bước nó nhỏ đây nè. Tôi trong tủ mát lấy giùm cái ủ chocola. Áo rin của Văn Nguyễn thành phố nè, 150. Áo này 250 đó Văn à. Nhà tôi giờ còn đúng cái chỗ ngồi nè mấy chị à. Rồi bây giờ sale bộ kim tiền 350, sale còn 200. Nè mua cho lâu, mua cho mau đi mấy mẹ. Lam Thị Tuyết Ngân còn cái của Lam Thị. Ủa, cho một kêu. Không, em mở trong cái hũ này nè. Còn cái đó thì ông vẫn phá quá phá. Để bữa nào bắt tư gái đem gì cho. Trong cái hũ á, mấy cái hũ em đựng sô-cô-la đầy đủ trộm á. Anh Tư cái áo đó của Lâm Thị Tuyết Ngân á nha anh. Không, cái quần thể thao mới quăng ra á. Rồi 100 ngàn chưa? Rồi. Rồi. Áo rin của Văn Nguyễn thành phố. Ủa. Lâm Thị Tuyết Ngân anh bỏ cái quần vô chưa? Em chưa quăng ra mà. Cái đó là Thảo. À cái này của Lâm Thị Tuyết Ngân nè. 100 ngàn. Lâm Thị Tuyết Ngân có dấu. Nhung Vũ ơi, 93 kg tối nay vô gặp em. Cái này là em để đồ cho 100 kg không nè. À cái sọt này nè. Là đồ 100 kg không hả mấy chị? Rồi lên bộ kim tiền nè. Trời ơi, bộ kim tiền này mà bà nào không? Phải không hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi em. Đúng rồi. Cái bộ kim tiền này nè, là chị nào mà khoảng cỡ dưới 73, 74, 75kg là hút được. Có nghĩa là từ 67, 68kg tới 75kg. Đây, quần có co giãn nha mấy chị. Áo không có co giãn. Bộ này là hàng Quảng Châu. Nói chung là bộ này khoảng cỡ dưới 73kg là đẹp. Dưới 73kg là cực đẹp. Sale luôn 200 ngàn một bộ cho hết hàng. 350 sale còn 200 ngàn. Tối nay coi online nữa, sáng mai gửi nha. Chưa để lục ra, bây giờ nhiều lắm. Bà biết bữa nay tôi bung ra tôi sale là biết rồi, đâu có dự định trong đầu là sale đâu. Bộ kim tiền còn 3 bộ. Còn 3 bộ nha. Chị nào chốt kim tiền chốt lên giùm em. Size em, size nhung mũ bên em nhiều lắm. Tối nay 8 giờ rưỡi vô like em đi, bấm theo dõi em đi chị Nhung ơi. Rồi, không ai hốt kim tiền, ok. Không anh à, xong anh một bộ 200. Trâm anh hứa một bộ 200. Trâm anh hứa 200. Xong anh ơi, em còn bộ màu kem nè xong anh. Cũng giống vậy luôn. Bộ màu kem của xì đẹp không? Y chang bộ kim tiền luôn. Nhưng mà đây bộ của xì. Xong anh ơi, trâm anh hứa chị đi hết luôn rồi. 200. 200 của trâm anh hứa không? Trâm anh hứa có rồi. 200 bộ gucci kem. Y chang vậy á mấy chị.
200. Xong anh mà ghi lộn số nữa, bữa bữa tôi đã đi sửa rồi. 7, 9, 8 chứ không phải 7, 8, 9. Nó đang mệt đó. Nó đang tụt đường huyết đó yên tâm. Coi làm bill đó cẩn thận nha anh. Nó mệt là dập vô liền, đâu có dám để đâu. Rồi lên tiếp. Đây là một bộ sọc nè, size dưới 80kg luôn nha. Bộ sọc vô xì size 80kg. Đẹp không mấy chị? Rồi, dưới 80kg, 70-80kg, 72-80kg. Bộ sọc này sale cho mấy chị 180 ngàn. Mệt là bắt đầu quất vô liền hả gái? Chứ không là để tụt được huyết là tấu khỏi làm luôn. Bộ này, bộ sọc đẹp không mấy chị? Có nguyên một cái huy hiệu chờ Gucci ở trên trên vú cho mấy chị luôn. Bộ sọc của Phạm Thu thành phố 180. Phạm Thu thành phố 180. Bữa nay tôi quyết tâm tôi phải diệt hết tụi này mà. Rồi tiếp tục. Đây là một cái đầm ngọc trai rồi, dưới 80-82kg. Đây là một cái đầm ngọc trai hơi bị đẹp nha, ôm body 80kg. Đầm này giờ sale cho mấy chị 120 ngàn. Đầm dây comment giùm em, đầm dây 120 ngàn nha. Đầm dây 120 ngàn. Tiếp tục mấy chị, đây là một cái zoom dây. Chị nào chưa chốt cái zoom dây này chốt giùm em nha. Zoom dây này là 180 ngàn. Sale cho mấy chị còn 120 dưới 85kg. Zoom dây hơi bị đẹp nha. Rồi sale luôn zoom dây 120. Sọc khách lấy rồi. Nguyễn 9 đầm dây 120 nè. Nguyễn 9 có dấu anh đầm dây 120. Em có một cái đầm len dệt mấy chị. Size này nếu mà đẹp á thì khoảng 65kg. Nhưng mà thực sự là 75-80kg cũng vừa. Nhưng mà thôi chị nào 65kg thì hút cái đầm hàng Quảng Châu này. Đầm này là 300, bây giờ sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Đầm caro, đầm caro đồng nha. Đầm dây khách lấy rồi. Zoom là 85kg vừa. Lấy bộ cam đất đùi 70kg. À cái bộ hồi nãy sale em sale 170 hả chị? 160 hả chị? Anh Tư ơi, coi thử cái bill. Anh Tư cái bộ kem đất kìa. Anh coi thử còn bộ L không anh? Chỗ cái xếp trắng á. Chốt cho Huệ Huệ luôn. Lê Hà miền Bắc. Lê Hà miền Bắc hình như còn bill nè. Hồi bữa chị gửi cho em cái áo nhung đỏ đúng không? Cái áo nhung đỏ nó giá nhiêu rồi chị Hà? Để em kiếm được cái áo nhung đỏ bỏ cái bao nào. Lê Hà miền Bắc size L, size L của Huệ Huệ. Một trăm hai mươi ngàn. Nguyễn Huệ 160 ngàn. Huệ Huệ chứ không phải Nguyễn Huệ anh à. 160. Caro đồng. Ủa chị tình nào cũng vai, nãy giờ anh Phước kiểm tra bill chưa vậy? Rồi.
má dịch gì buôn bán gì không? Ở đâu nữa? Còn chút nha mấy chị. Chờ em chút mấy chị à. Ủa chị tình nào cũng pha này mua mình hoài à phải không? Ai? Tại sao? Sao lấy cái đầm này size nhỏ nè. Nè 160 ngàn của tình nào cũng pha nè. Bộ kim tiền còn một bộ Gucci đầm với một bộ đen. Thu Hiền Nguyễn lấy bộ nào thì báo cho em. Rồi lên tiếp cái đầm này sale cho mấy chị nè. Em còn cái đầm này em sale cho mấy chị 150 cho hết hàng. Nhưng mà đầm này chị nào cũng cỡ 90kg. Đầm này trời ơi em nói vải đẹp lắm nha. Co giãn mà mềm lắm. Đầm này mấy chị nào mà thích cái mẫu như vậy thì hốt đi 150 nha. 75-90kg, 75-90kg mẫu này nha. Em còn hai cái nè. Còn 75-85kg. Còn cái này là 90kg nè mấy chị. Cái này 90kg nè. Cái này 90-92-93kg cũng vừa nè. Đấy. Comment giùm em đầm caro 150 nha. Em có một cái dung 100kg. Chị ơi, chị chụp qua đây cho em cũng được chị Minh. Chị chụp qua đây cho em cũng được chứ sợ giờ chốt bill rồi cái dính mấy cái tỉnh không dịch nữa. Mệt dữ vậy ông. Kiếm tiền còn cái. Em có một cái zoom này chị nào 90 nói chung là 92-93 tới 100kg hãy lấy. Ba Đình, Hà Nội, Đống Đa, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hải Phòng có Thanh Xuân, Dương Kinh, Hải An, Thúy, Hưng Yên, Ân Thi, Quảng Ninh có Hạ Long, Hoàng Bồ, Bãi Cháy, Việt Hưng, Sóc Trăng, Lào Cai. Ủa Sóc Trăng có rồi nha. Quảng Nam có Hội An, địa bàn Thân Bình, Quảng Bình có Tuyên Hóa, Bố Trạch. Chết rồi. Em coi được rồi chị, khỏi cần hả chị Minh ơi. Em bán cái zoom này cho mấy chị 100 ngàn nè, em chịu lỗ mấy chục ngàn. Mấy chị về làm một cọng dây vô. Chị nào mà 90-100kg là ok nha. Nhưng mà mấy chị ơi, giờ nghe em làm hai cái cọng dây đen lên. Zoom này vải rất là đẹp, mấy chị coi vải nè. Dễ gì mấy chị mà 90-100kg kiếm một cái zoom hàng xuất mà vải như thế này. Nè, hai bên có túi nữa nè. Rồi bán cái zoom 90-100kg này xe cho mấy chị 100 ngàn cho hết nè. 100 ngàn nha. Ủa Sóc Trăng mà sao cũng bị ta. Nè Sóc Trăng ở nó ghi là phường 2 thành ngay thành phố tại phường 2 luôn. Là có nghĩa là khu đó đã có người bị dính rồi. Cho nên mấy chị lưu ý giùm em nha. Mấy chị có muốn đọc lại cái chỗ cái vùng bị dịch không? Chị nào ở tỉnh nào em đọc cái vùng bị dịch để mấy chị tránh cái vùng đó ra. Đầm caro 80kg 150 của chị Mai. Mai Khuê lấy bộ đen nè 150 của Mai Khuê, lấy bộ đen của Thu Hiền ghi dính Nguyễn nè 200. Em có một cái đầm này nè, chị nào ở tỉnh nào mà em đọc cái tỉnh mà có dịch đó, chị nào muốn biết thì báo giùm em nha. Chị nào mà muốn biết nha
Bây giờ nói em. Em có một cái đầm nè, xếp bộ tối đi chị Thu, tối nha, tối nay lên nhiều xếp bộ nè. Em có một cái đầm kem nè mấy chị, em có một cái đầm kem này đẹp không, dưới 80 kg, bao đẹp cho mấy chị luôn. Đầm kem này nè, mày đi ăn tiệc cũng dễ thương lắm nha. Rồi sale đầm kem này cho mấy chị 180 ngàn, dưới 80 kg, dưới 80 kg nha. Em còn một cái áo dây bán cho mấy chị 50 nghìn luôn đây, áo dây dưới 85 kg cũng vừa, bán 50 nghìn. Rồi tối nay 8:30 mình gặp nhau tiếp mấy chị. Ok. Nhung Tô ở đâu Sóc Trăng? Dạ em đọc cho chị biết nha, em đọc cho chị biết để tránh nè, đọc cho người ta tránh cho gia đình nên đọc. Kệ, đây là bưu điện nó báo là những khu đó có bị dịch cách ly không giao hàng được, còn mọi thứ còn lại là tôi không biết. Rồi rồi, chị Minh bà báo còn tình tiết hơn nữa luôn á. Rồi em vô cái file nha. Đó, Sóc Trăng nắng quá trời luôn mà cũng bị trời. Chờ em chút mấy chị. Đồ mẹ mở file mà cũng chị quảng cáo nữa. Hà Nội, Quảng Bình, Sóc Trăng, phường 2, trường quân sự khung quân khu 9 phường 2, thành phố Sóc Trăng. Điểm cách ly tập trung cho hành khách từ quốc tế về sân bay Cần Thơ. Ý là mấy cái điểm nóng á nha. Là mấy khu đó là sẽ không giao hàng cho khách á. Không đăng được đâu mấy chị. Đang mấy cái này nó nhiêu khê lắm. Đang mấy cái này nó nguy hiểm phải cái lồn ra đấy mấy chị à. Đầm kem của chị Mai Khuê nè, 180 nè anh. Áo dây của tình nào cũng phai nè. Tấu đi chị. Tình nào cũng phai nhiều. Nóng 39 độ mà còn vậy nữa. Tình nào cũng phai 50 ngàn anh. Còn cái kia của chị Mai Khuê. Ôi cái này đang lên nguy hiểm lắm. Thôi của mình biết vậy đi chị anh. Còn mày muốn biết mày cứ inbox riêng cho chị đi. Ừ vậy đi. Anh Bảy ơi, anh có thể lấy cái áo mà hồi bữa cắt ra nhúng giùm em cái khăn lau được không anh? Ô coi bụi nè. Lúc mà nhờ cái gì ngọt lắm. Ủa mất lúc bình thường mà chửi thì chó vậy đó. Dâm 100 ngàn của chị Hiền Lê. Hiền Lê cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị. Ừ, nóng cỡ đó mà tao nói cái gì rút đó cũng còn sống nữa. Cái sọc sọc mà hồi bữa anh cắt ra nè, anh Bảy hả? Nhung Lê, à, Hiền Lê anh. Hiền Lê cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Cửi gì vậy bà Khôi? 100 ngàn. Về làm 2 cọng dây lên cho em. Chị Nhung ơi, về làm 2 cọng dây lên cho em. Nè em còn cái đầm hồi trưa bà kia xả không có địa chỉ xong rồi. Em xả nè. Alo. Alo. Mua cái máy hút bụi mini bỏ ngoài kia luôn. Bộ ngô xì 80 kg không vừa chị Mai Khuê. Dạ. Mai Khuê mua cái này nè. À 77 hả? Nè 77 nói gì nè. Nghe chị về. Ở trên đó ghi không thu mà. Để 240 vậy thôi chị về. Tại vì chắc bữa anh Phước quên xót. Vậy chị về đưa em chuyển khoản liền lại cho chị cho nha. Nhắn vô fanpage nha. Nhắn vô tin nhắn em Võ Thị Yên em chuyển khoản liền cho nha. Nha chị về. Ờ chắc là bữa đó em kêu anh Phước sửa mà anh Phước quên đó chị đừng buồn nha. Nha dạ. Thôi giờ biết tiếp tục bán tâm mình kiếm tiền tiếp đi. Thì nào cũng phai.
Chừng nào cũng phải đi lấy rừng bỏ chạy. Lấy hết rác. Con đi 50 ở đây rồi. Chị. Chút nữa em gọi chị cái vụ đó một cái rồi nha. Ừ, cúp, cúp đây nha. Nè, em còn hai cái áo khóc vít nè. 130.000 một cái vải co giãn. Dưới 80-82 kg. Rồi hút cho em hai ba cái này nữa em kiếm tô phở. Em đi ăn nè mấy chị. Khổ quá khổ ơi. Hiền Lê nè, Hiền Lê. Cho em địa chỉ số điện thoại chị Hiền Lê ơi. Gì anh? Cậu. Anh Lê em biết gì vậy? Em còn một cái đầm bán xe hồi trưa 90.000 quỷ đó ông trai địa chỉ số điện thoại nè. Chị nào 80 tới 100 kg cũng vừa nha. Nè mấy chị coi đầm hàng xúc nè. Nó may cái đường chỉ rất là đẹp nè. 100 ái lộn 90.000 đầm màu xám. Chị nào chốt đầm màu xám chốt lên giùm em. Đây là áo khoác vest có co giãn nè. 130.000. Để coi tôi còn mấy cái cho mấy chị vớt giùm em ơi. 2 cái. 3 cái. Rồi trước mắt thấy 3 cái bán 3 cái đi. 130.000 cái. Tối nay về xếp chín tất nhiều lắm nha. Nhiều bát ngát luôn. Tình yêu như gió gió du bên thềm qua dòng suối mơ. Hát opera. Quần lấy kim vẫn còn rồi tối mình chơi tiếp đi. Anh ơi có bao nhiêu, có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Ủa còn gì đây sai lời vậy? Ừ đây áo khoác của Linh Tà Màu, áo khoác của Nguyễn Thu Hương Hà Nội nè. Nè 130.000 của Nguyễn Thu Hương Hà Nội. Đầm 90.000 của Phương Thảo Tỉnh. Trời ơi tới thời tới rồi. Linh Nguyễn áo khoác 130. Thời tới rồi, bán không kịp rồi. Thời tới rồi. Phương Thảo Tỉnh, anh Tư ghi Phương Thảo Tỉnh 130. Rồi qua lộn Phương Thảo Tỉnh 90. Thời tới rồi. À lộn rồi. Ngừng đi. Đưa cái áo khoác nó lại anh Tư. Cái đầm đó anh à, cái đầm đó của Nguyễn Thu Hương 90.000 á, lộn rồi. Rồi cái áo khoác này là của Linh Nguyên nè. Linh Nguyên inbox cho em địa chỉ số điện thoại nè Linh Nguyên ơi. Có xeo tấu xeo chưa? Áo khoác vest của Trần Vi nào nè anh à. Coi thử Trần Vi nào nha. Trần Vi 130. Áo khoác vest Linh Nguyên. Áo khoác 75 kg của bé Thương. Bé Thương 130.000 inbox địa chỉ số điện thoại bé Thương ơi. Thào tớ rồi. Em còn một cái đầm dưới 70 kg nè. Đẹp không mấy chị? Nè. Rồi sale cái đầm đen dưới 70 kg này cho mấy chị 150.000. 150.000 luôn nha. Thôi tới rồi. Thôi tới rồi, từ từ bán nữa, thôi tới rồi. Vậy mà biểu sao em không chết sớm cho được. Trước trong 7 em cũng có vợ má rồi mấy chị à. Em nói thiệt á. Bụi cỡ này là không thể nào sống với nổi con trăng đâu. Ai nữa. Thôi đù, có cái áo khoác xí XL này. XL là dưới 85-88 kg mà qua bí lùng nó không thấy nè. Áo khoác của ai? Nhung tô áo khoác nè. Nhung tô 130 không có dấu. Chữ tô có dấu, chữ nhung không có dấu. Nhung tô 130 anh Tư. Chữ tô có dấu vô. Rồi, Nguyễn 9 có dấu nè. Khách cũ vô trong tin nhắn dơ dùm ngón tay lên nha. Còn cái dưới 85-87 kg nè. Ủa, Nguyễn Chính hồi nãy mới rồi, Nguyễn Chính ơi. Nguyễn Chính hồi nãy đâu vô inbox lại đâu. Ủa, Nguyễn Chính nãy không cho địa chỉ số điện thoại lại không chị? Nguyễn không Chính cho em xả đồ hả chị ơi? Nghe chị. Ủa nè cái bịch rác của anh Tư để đâu anh Tư? Không dục được đâu. Đúng rồi.
Đội có ác của con Linh nè anh ơi. Anh ơi Linh Nguyễn nè, đội qua cái áo khoác size lớn này cho anh Linh Nguyễn nè. Em có mua đồ chị rồi mà. Anh Nguyệt Mai ở đâu có nói gì đâu. Nguyễn Chính nha. Nguyễn Chính cho địa chỉ số điện thoại nha. Chị Thúy Lê ơi, hẹn tấu đi chị. Sáng giờ em like hai cặp em muốn lòi bản hồng rồi. Hẹn tấu nay 8:30 hàng ship về đi chị. Tấu nay mình chân banh đốc đỉ luôn. Muốn cái gì nhắn trong inbox. Bình Dương 287. Mấy chị muốn cái gì mà chị nào lấy quần à? Chị nào mà chờ khoảng cỡ 82 tới 92 kg muốn lấy quần legging 120 thì tấu này luôn. Tấu này đi mấy chị. Em còn mấy cái zoom từ 85 tới 100 kg nhiều lắm. Thằng Nguyệt có size em không hả Nguyệt? Hồi bữa nó có cái size L mà chị em bỏ đâu quên mất rồi. Để chút chị kiếm cái đó thử. Tấu sale luôn cái báo auto mà. Nguyễn Chính lên giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha Nguyễn Chính ơi. Vô được rồi. Thành phố. Thành phố. Rồi nghỉ nha, tấu 8:30 gặp lại.